Chào các bạn. Rất là vui để gặp lại nhau với chuyên đề 4. Hôm nay chúng ta vào chuyên đề 4 trong một cấu trúc đề thi. Đó là phần từ vựng. Và bây giờ chúng ta cùng nhau nhận diện các dạng câu, các dạng đề phần word form. Ở câu số 1, đối với dạng trắc nghiệm, thì người ta thường ra cho chúng ta đó là dạng gia đình từ, danh, động, tính, trạng. Các bạn nhìn ở câu số 1, ta có câu A là danh từ, câu B là động từ, câu C là tính từ và câu D là trạng từ. Vậy thì ở câu số 1 này ta thấy có chữ view đây là noun. Vậy thì chỗ trống trước view từ loại thiếu sẽ là tính. Ta chọn câu C các bạn. Dạng thứ 2 người ta ra đề cho chúng ta đó là từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa. Có thể là một từ cùng nghĩa hoặc một từ trái nghĩa hoặc thêm một tiếp đầu ngữ hoặc thêm một tiếp vị ngữ. Trong câu số 2, các bạn thấy chữ dangerous. Vậy thì ta nhìn A, B, C, D, ta chọn ngay đó là từ. Theo các bạn là đồng nghĩa hay trái nghĩa? À, đó là từ trái nghĩa. Vậy thì đáp án trong câu số 2 sẽ là câu D các bạn. Ở câu số 3, từ rain, thì các bạn nhìn A, B, C, D. Chúng ta xem coi đây là từ đồng nghĩa hay từ trái nghĩa các bạn. À, ta có thể đoán đây là từ đồng nghĩa. Vậy thì đáp án được chọn trong câu số 3 sẽ là câu C. Đối với dạng câu số 4, đó là cùng một loại từ. Nghĩa là trong đáp án người ta cho chúng ta danh 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 hết cả 4 câu hoặc động động hết hoặc cùng là tính từ. Hoặc là 4 danh từ khác nghĩa nhau hết nhưng đều là danh. Hoặc là xuất phát từ một động từ cho ra 4 hình thức danh từ. Các bạn nhìn câu số 4, ta có động từ produce là tạo ra, là sản xuất ra. Vậy thì ở đây ta có 4 hình thức danh từ đi từ động từ produce. Thứ nhất production là sự sản xuất. Thứ hai là productivity có nghĩa là năng suất, sản lượng. Câu C là product là sản phẩm. Và câu D là producer là nhà sản xuất. Vậy thì theo các bạn ở câu số 4 ta sẽ chọn câu nào? Đối với dạng từ như vậy thì chúng ta phải dịch qua một chút để chúng ta chọn nghĩa. Ban quản lý đang tìm những cái cách để cải thiện. Cải thiện cái gì các bạn? Ta chọn câu B. Năng suất. Bình Đức. Bảo Châu. Xin chào tất cả các bạn. Châu sắp bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Do đó, hôm nay tụi mình sẽ giới thiệu đến các bạn những phụ kiện mà tụi mình chọn để đem vào phòng thi nhé. Với các môn như văn, sử, địa, Châu sẽ chọn bút TL036 hay TL025. Bút của Thiên Long mực thường ra rất đều và liên tục. Khi viết rất là thoải mái, không hề cảm thấy bị mỏi tay. Còn nếu bạn nào thích nét bút nhỏ, chọn bút TL079, TL027 hay TL095. Đặc biệt là cây TL027 rất thân quen với học sinh tụi mình đó. Thì các môn toán, lý, hóa thì Đức cần những phụ kiện xịn sau đây: thước SO028 hay thước SO02 với chất liệu bằng nhựa trong suốt, vạch kẻ nhỏ giúp dễ dàng kẻ đường thẳng, xác định góc đo và cung tròn một cách nhanh chóng. Tiếp theo là con 3 TBC012 có thân bằng nhựa, nhỏ gọn và nhẹ, dễ dàng vẽ những đường cong hình học khác nhau và dễ dàng thay bút chì khi đang sử dụng. Đặc biệt, Đức khuyên các bạn nên sử dụng máy tính Flexio FX590VN. Ngoài 453 tính năng cơ bản, còn có thêm 2 tính năng phép chia, lấy số dư và thông báo sắp hết pin. Quan trọng hơn là máy tính này được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép mang vào công ty. Để làm bài thi trắc nghiệm vừa nhanh vừa rõ ràng, Châu sẽ chọn bộ sản phẩm Kit 01. Bộ sản phẩm bao gồm 2 bút chì bấm, có chút mini trên thân bút, một ống min chì 2B, tô nhanh, khó gãy và một gom tẩy ít bụi, siêu sạch. Tụi mình chọn Thiên Long bởi vì sản phẩm vừa đẹp vừa bền lại hợp với túi tiền nữa chứ. Vậy là các bạn đã có bí kíp để tự tin bước vào phòng thi rồi. Hãy ôn tập và làm bài thi thật tốt nhé. Chúc các bạn thành công. Và bây giờ mời các bạn chúng ta cùng luyện với một số câu. Câu số 1. Đây là dạng câu gia đình từ. Các bạn thấy có chỗ trống đứng trước danh từ books. Vậy thì từ loại thiếu chỗ này sẽ là tính từ. Câu gì được chọn các bạn? Câu C.
Câu số 2. Từ loại thiếu trong câu này là gì các bạn? Chúng ta có chữ are opposed. Vậy thì chỉ có một từ duy nhất được dùng ở đây sẽ là trạng từ, đúng không các bạn? Câu D là đáp án đúng của câu số 2. Câu số 3. Các bạn thấy có of. Vậy thì sao of sẽ là now? Vậy thì ở đây cũng là một gia đình từ danh, động, tính, trạng. Chúng ta chọn hình thức danh từ. Vậy thì đáp án sẽ là câu A. Trí nhớ các bạn. Câu số 4. Bây giờ các bạn thấy sau giấy từ in sẽ là now. Vậy thì danh từ, động từ, tính từ, trạng từ. Câu A là động từ, câu B là danh từ, câu C là tính từ và câu D là trạng từ. Ta sẽ chọn đáp án sẽ là câu B các bạn. Chúng ta qua câu số 5. Bây giờ là từ đồng nghĩa trái nghĩa. Các bạn thấy chữ probably. Thường á, cái từ này chúng ta dịch với hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là hầu như chắc chắn, almost certainly. Và nghĩa thứ hai sẽ là có thể. Vậy thì theo các bạn trong câu 5, từ gì sẽ đồng nghĩa với chữ probably? À đúng rồi, ta sẽ chọn câu A các bạn. Câu số 6. Bây giờ ta có chữ limit, giới hạn. Vậy thì theo các bạn A, B, C, D, đáp án được chọn trong câu này sẽ là đồng nghĩa hay trái nghĩa các bạn? Chúng ta nhìn nhanh qua 4 câu đáp án này thì chúng ta thấy đây là từ đồng nghĩa. Đúng rồi. Vậy thì từ đồng nghĩa với chữ limit sẽ là câu C, giới hạn. Đúng rồi. Ở câu số 7 các bạn, chúng ta có chữ different. Vậy thì đây là loại từ đồng nghĩa hay trái nghĩa các bạn? Chúng ta nhìn đáp án A, B, C, D. À, đó chính là từ trái nghĩa. Vậy thì trái nghĩa với chữ different trong câu này sẽ là câu B là đáp án của câu số 7. Câu số 8, receive. Từ trái nghĩa với receive là gì các bạn? À, deliver có nghĩa là một cái là nhận, một cái là phát. Ta chọn đáp án là câu D. Mời các bạn qua câu số 9. Bây giờ câu số 9 các bạn thấy chỗ trống ở đây. Chúng ta có 4 câu A, B, C, D đều là danh từ. Vậy thì cùng một loại từ là now, vậy thì ta sẽ chọn danh từ nào? Các bạn phải dịch nghĩa các bạn. Đã có cái gì trong cái bài, cái môn tiếng Anh của anh ta nhỉ các bạn? À, có một sự cải tiến. Ta chọn câu C. Câu số 10. Ta cũng có A, B, C, D đều là danh từ. Vậy thì, đáp án nào được chọn cho câu số 10? À, câu D đó là kết quả của cuộc thi thơ ca sẽ được biết ngày hôm nay. Câu số 11. Ta cũng có 4 hình thức danh từ. Vậy thì theo các bạn, ta chọn câu nào là đáp án đúng trong câu số 11? Đúng rồi, ta chọn câu B. Mời các bạn qua câu số 12. Câu 12 đây là 4 danh từ xuất phát từ một động từ create. Create có nghĩa là sáng tạo, tạo ra. Vậy thì creator có nghĩa là đấng sáng tạo, người sáng tạo. Câu B, creativity, có tính sáng tạo. Câu C, creation, sự sáng tạo. Và câu D, creature, tạo vật, các loài tạo vật. Vậy thì theo các bạn, từ nào sẽ được chọn cho câu số 12? Dạ, đáp án sẽ là câu D. Câu số 13. Sau one of, thì danh từ đằng sau sẽ là danh từ số nhiều đếm được, đúng không các bạn? Vậy thì, ở đây chúng ta có 4 hình thức danh từ. Vậy thì theo bạn, câu nào sẽ là đáp án cho câu 13? Một trong những cái gì chính yếu của công việc làm đó chính là tiền lương cao. Dạ, đó chính là sự hấp dẫn, sự lôi cuốn. Vậy thì câu B được chọn các bạn. Cả 4 câu này đều xuất phát từ một động từ attract, lôi cuốn, hấp dẫn. Để có được thành công như hôm nay, tôi đã có những ước mơ. Và tôi đã hiện thực hóa ước mơ của mình
bắt đầu từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU. Đào tạo đa dạng, đa lĩnh vực, SIU mở ra cho chúng tôi nhiều cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai. Tất cả sinh viên đều có cơ hội để thể hiện và phát triển năng lực. Những ý tưởng luôn được khuyến khích và phát huy tối đa. Chúng tôi đã được truyền cảm hứng, tiếp thêm sự tự tin. Chúng tôi được học cách học, cách nghĩ và cách sống. Một môi trường lý tưởng để sáng tạo, để trải nghiệm, để thử thách bản thân đã giúp chúng tôi trưởng thành và thành công như hôm nay. Hiện đại, năng động và hòa nhập quốc tế nhưng vẫn giữ được bản sắc dân tộc. Đó là triết lý giáo dục mà Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU luôn hướng đến. Với đội ngũ giáo viên giỏi, dày dặn kinh nghiệm sẽ giúp cho sinh viên có những kiến thức cơ bản nhất, đáp ứng được ngay các doanh nghiệp bên ngoài khi bước ra trường. Em rất là may mắn khi đã được là một sinh viên của trường. Trường không phải chỉ cung cấp cho em những kiến thức, những kỹ năng mà thực sự đó là cả những cái cơ hội để mà khi em bước chân vào một công ty nào đó, bước chân vào đời thì đó thực sự là một bước chân vững vàng. Kỹ năng và niềm tin, đó là hai giá trị lớn nhất mà tôi đã được nhận từ Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Và trên hành trình 10 năm kể từ khi tốt nghiệp cho đến nay, trải qua nhiều công việc khác nhau thì những điều được học và trải nghiệm tại trường luôn theo cùng tôi. Tôi tự hào là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn. Đã đến lúc vươn xa hơn những gì đã học. Chúng ta cùng nhau ôn lại chút xíu về các câu có giới từ. Giới từ là thành phần khó trong từ vựng tiếng Anh. Và chúng ta chỉ có cách học thuộc lòng. Giới từ sẽ xuất hiện trong tất cả các thành ngữ. Và khi đi sau một động từ, nó sẽ tạo nên một cụm động từ ta gọi đó là phrasal verb. Nào mời các bạn câu số 1. Trong quá trình chúng ta làm bài, nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ tra từ điển các bạn. Nhưng mà khi đi thi, khi làm bài thì không từ điển để chúng ta tra đâu. Cho nên khi làm những câu trắc nghiệm, các bạn cần nhớ tới một yếu tố thời gian. Yếu tố thời gian là yếu tố quyết định vô cùng. Ví dụ chúng ta thi 60 phút, chúng ta có 50 câu. Vậy thì chúng ta cứ tính trung bình một câu là một phút. Vậy thì một phút đó chúng ta làm một câu nào ra một câu đó. Khi chúng ta luyện, ở đây là chúng ta cùng nhau luyện, chúng ta cùng nhau giải thích. Nhưng khi các bạn vào một bộ đề các bạn làm thì các bạn phải cứ cho một thời gian ấn định vào. Sau khi chúng ta làm xong thì các bạn mới dành giờ để tra đáp án, tra từ để kiểm tra lại. Chứ bây giờ câu nào chúng ta cũng tra từ điển như vậy, cái thời gian nó không có đúng, không phù hợp với cái đề mà chúng ta làm các bạn nhé. Tôi nhắc lại, yếu tố thời gian là yếu tố quan trọng vô cùng khi chúng ta luyện bộ đề. Và bây giờ chúng ta trở lại câu số 1 các bạn. Giới từ nào được chọn trong câu này các bạn? Là câu C, conform. Ở câu số 2, mời các bạn. Ở đây chúng ta có hai thành ngữ các bạn, to be different và similar. Vậy thì different sẽ đi với giới từ from và similar đi với giới từ to. Từ đây suy ra câu B sẽ là đáp án cho câu số 2. Câu số 3. Cái này cũng dễ các bạn. Chúng ta xem cái chương trình đó trên TV. Vậy thì câu A được chọn đó là on television. Câu số 4. Các bạn, chúng ta có chữ look at là nhìn vào. Look for là tìm kiếm. Look after là trông nom chăm sóc. Look over là xem qua. Vậy thì theo các bạn trong câu 4 giới từ nào được chọn sau look? Chúng ta chọn đáp án là câu C. Look after đồng nghĩa với take care of, trông nom chăm sóc. Câu số 5. Câu số 5 ở đây chúng ta có 4 giới từ các bạn. Inspire là mặc dù. On account of là because of, là bởi vì. In addition to là để làm gì. Và due to là vì, nhờ vào cái gì. Ở đây chúng ta thấy sau 4 giới từ này sẽ là gerund. Vậy thì having đã là gerund. Having ở đây là danh từ các bạn. Vậy thì giờ chúng ta sẽ xét nghĩa để chọn giới từ thích hợp. Anh ta luôn luôn học tốt ở trường. Có một cái sự giáo dục, một sự học sớm gián đoạn bởi căn bệnh. Tức là ở đây chúng ta sẽ chọn câu A là mặc dù anh ta bị gián đoạn bởi bệnh, nhưng anh ta vẫn học tốt ở trường.
chúng ta qua câu số 6. Đây là tòa nhà cũ nhất, xưa nhất trong làng. Đáp án được chọn là câu A. Câu số 7. Đứa bé nó làm tổn thương, tức là nó làm đau chính nó khi nó té ra khỏi cái cửa sổ phòng ngủ. Đáp án sẽ là câu B. Câu 8. Ta có thành ngữ to be important, to, for hay with nè các bạn. Chúng ta dùng giấy từ to, đó là câu D, to somebody. Câu 9. Ở câu 9 chúng ta thấy nó chính là cụm động từ phrasal verb. Một động từ đi với một giấy từ tạo nên một cụm động từ. Vậy thì, theo các bạn, cut with, cut for, cut out hoặc cut off. Ở đây chúng ta chọn câu D, cut off, có nghĩa là stop, ngừng cung cấp nước. Câu số 10 các bạn. Chúng ta cũng gặp lại với một phrasal verb. Vậy thì, got up, taken off, setting, hay looked for. Chúng ta chọn câu C, có nghĩa là begin or start, bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã đến với phần ôn tập của phần từ vựng chuyên đề 4. Chúc các bạn rất nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công cho mùa thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Hẹn gặp lại các bạn chuyên đề 5. Xin chào các bạn. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành sau hơn 20 năm hình thành và phát triển đã và đang trở thành một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe của thị trường lao động, trở thành thương hiệu và là điểm đến của mọi sinh viên trên khắp mọi miền đất nước. Hiện nay, trường có hơn 20.000 sinh viên đang theo học tại 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, xã hội nhân văn, nghệ thuật mỹ thuật và kỹ thuật công nghệ. Nhiều chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế và đang được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUNQA của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á. Chất lượng đào tạo của trường cũng đã được khẳng định trên trường quốc tế qua việc được xếp hạng 4 sao bởi tổ chức QS-Star Anh Quốc và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục quốc gia. Năm 2020, trường Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển, bao gồm xét tuyển theo kết quả kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia, xét điểm học bạ Trung học Phổ thông đạt 1 trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0 hoặc tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm trở lên. Riêng khối ngành sức khỏe áp dụng theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức. Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển đối với các thí sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, xét tuyển các thí sinh nước ngoài đủ điều kiện học tập theo diện cử tuyển. Trong năm nay, trường Đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục nhận hồ sơ đào tạo các chương trình bậc thạc sĩ, cử nhân, hệ đào tạo từ xa với văn bằng được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận. Ngoài ra, sinh viên lựa chọn theo học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành còn có cơ hội được trở thành sinh viên quốc tế nếu theo học các chương trình đào tạo liên kết với các trường đại học tiên tiến trên thế giới đã có ký kết hợp tác với trường. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập website ntt.edu.vn hoặc liên hệ trực tiếp theo số điện thoại